Thưa quý vị, xuyên suốt nhiều giai đoạn xây dựng phát triển, huyện Xuyên Mộc luôn hướng đến mục tiêu tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ và công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh tới cơ cấu ngành nông nghiệp. Trên cơ sở này, việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cũng được đầu tư một cách sát thực, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo và phù hợp với thực tế xây dựng phát triển tại huyện Xuyên Mộc đạt trên 80%, với một số ngành dịch vụ, lao động qua đào tạo đạt 100%. Trong cơ cấu kinh tế huyện Xuyên Mộc, tỷ trọng ngành nông nghiệp hiện chiếm hơn 45%. Giai đoạn 2016-2020, huyện Xuyên Mộc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nên địa phương vừa tập trung quy hoạch xây dựng các vùng chuyên canh, vừa chú trọng đào tạo nghề cho lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hơn 30 lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng thanh long, nhãn, hồ tiêu, rau xanh, lúa và khai thác mũ cao su. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà, dê cho hơn 1.300 học viên là lao động nông thôn địa phương. Các lớp đào tạo nghề này giúp cho lao động nông thôn có thêm kiến thức, kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Được bên chỗ là nông dân tỉnh hỗ trợ coi như là tập huấn rồi học cái khóa học, qua những cái lớp học thì coi như bà con đã nắm được những cái kỹ thuật, những cái khoa học. Thời gian gần đây, việc đào tạo nghề nông nghiệp tại địa phương còn gắn với thành lập các tổ hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Anh Trần Minh Mẫn ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc có nhiều năm chăn nuôi dê bằng kinh nghiệm và phương pháp truyền thống, hiệu quả mang lại rất thấp. Năm 2018, sau khi được tham gia lớp đào tạo nghề thú y do địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, anh Mẫn mạnh dạn tăng đàn dê thịt từ 30 con lên gần 200 con. Anh Mẫn còn được địa phương tạo điều kiện liên kết với 15 học viên trong lớp thành lập tổ hợp tác chăn nuôi dê, gà thả vườn. Sau khi học xong cái lớp sử dụng thuốc đó, thì tôi cũng có xin các chính quyền địa phương để thành lập ra cái tổ hợp tác nuôi dê và gà thả vườn. Thì tôi đẩy mạnh trên con dê. Thì cái bước đầu tiên tôi cần là tôi muốn cái xã Hòa Hiệp này thành một cái vùng nguyên liệu để từ đó tôi cung ứng ra thị trường, cái số lượng bao nhiêu tôi cũng tiêu thụ được. Do đó bà con thì cũng không có ngần ngại để liên kết lại để tạo, tôi muốn tạo thành một cái vùng nguyên liệu thật to. Về cái vốn mà vay để mà hỗ trợ sản xuất thì có cái vốn 1-3 năm á, thì nếu mà cái hội viên nào mà trong cái tổ này mà có nhu cầu thì đăng ký qua cái tổ vay vốn, rồi tổ vay vốn đăng ký với hội tổng hợp thì đăng ký về huyện, thì khi nào có vốn thì chúng tôi sẽ phân bổ. Thì tuy nhiên thì đa số các thành viên trong cái tổ hợp tác này thì cũng đã có tiếp cận cái nguồn vốn này. Trong lĩnh vực du lịch, huyện Xuyên Mộc đẩy mạnh việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ngay tại địa phương. Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã phối hợp cùng với khu du lịch Camelina ở xã Phước Thuận, tích cực khảo sát nhu cầu học nghề của lao động địa phương, tổ chức đào tạo nghề, dịch vụ, du lịch và thực hành ngay tại khu du lịch. Sau mỗi khóa học, 100% học viên được tuyển dụng và làm việc trong khu du lịch. Với sự liên kết này, mỗi năm khu du lịch Camelina luôn có nguồn lao động ổn định và chất lượng. Bên công ty và địa phương cũng hỗ trợ tôi là tạo điều kiện để mở cái lớp đào tạo tay nghề, thì giúp tôi sẽ trong quá trình làm việc tốt hơn. Hơn là công ty đã giữ lại để phục vụ cho công việc, và cái tiện lợi hơn nữa là tôi không cần phải làm ở đâu xa thì làm ngay tại địa phương tôi đang sinh sống luôn à. Các lớp như vậy thì mình nên duy trì, mình sẽ cho các bạn mà khi mình chưa biết thì mình sẽ nhờ các lớp này thì mình sẽ học hỏi rất nhiều hơn. The Brand Hồ Tràm Trip là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn triển khai thí điểm chương trình kết nối giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Từ năm 2013 đến nay, hàng ngàn sinh viên các ngành lễ tân, nhà hàng, buồng, phòng, yến tiệc, bếp được thực tập và làm việc tại khu du lịch theo chương trình kết nối. Nó giúp cho các bạn học viên hoặc là những cái bạn nhân viên tham gia cái khóa học á, sẽ nâng cao cái tay nghề, có được những cái kiến thức mà không phải lúc nào các bạn cũng sẵn sàng có được ở bên ngoài. Chúng tôi sẵn sàng bỏ tất cả những cái chi phí để mà đầu tư
cùng người dân địa phương của chúng ta cùng phát triển. Chúng tôi thấy được cái chính sách đó rất là tốt, và cũng may mắn nữa chúng tôi là một năm gần đây đã có sự hỗ trợ thêm của từ bên chính quyền địa phương nữa, đặc biệt là Sở Lao động, bên dạy nghề. Thì chúng nhờ đó mà cái sự kết hợp càng ngày nó càng gắn kết, và tôi chắc chắn trong vòng năm tới thì chúng tôi sẽ chắc chắn là sẽ phát triển hơn. Trong 5 năm gần đây, huyện Xuyên Mộc đã đào tạo hơn 2.900 lao động, tập trung vào các nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, may công nghiệp, du lịch, xây dựng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%, tăng gần 20% so với năm 2015. Trên 80% lao động có việc làm sau đào tạo. Riêng các nghề du lịch, dịch vụ sau đào tạo có việc làm đạt 100%. Không chỉ tổ chức đào tạo nghề, huyện Xuyên Mộc còn chú trọng giới thiệu giải quyết việc làm sau học nghề cho lao động thông qua các hoạt động chương trình liên kết, phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ vốn, cây, con giống, tổ chức các buổi tham quan học tập kinh nghiệm. 5 năm qua, huyện Xuyên Mộc đã giải quyết việc làm cho hơn 25.200 lượt lao động địa phương. Tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn đến cuối năm 2020 còn 0,26%. Giai đoạn 2020-2025, huyện Xuyên Mộc đặt mục tiêu đào tạo hơn 2.500 lao động địa phương để nâng tỷ lệ lao động có tay nghề đến năm 2025 đạt 60%. Huyện Xuyên Mộc tiếp tục gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động ngay trên địa bàn, huy động doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo nghề, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân về học nghề và khởi nghiệp, tuyên truyền về phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp. Không chạy theo số lượng, các lớp đào tạo nghề tại huyện Xuyên Mộc nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung đang dần đi vào thực chất hiệu quả. Trên cơ sở gắn đào tạo với tạo việc làm, liên kết sản xuất giúp cho người dân cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.